Good afternoon cả nhà mình. Đây, một cái tụ điểm mà lễ hội bí đỏ vô mùa thu hàng năm ở Bắc Cali. Mình có rất nhiều tụ điểm ha. Năm nay mình đi cái tụ điểm này, tụ điểm mới là Spinner Farm. Spinner Farm lần đầu tiên mình đi chứ mình chưa bao giờ đến cái tụ điểm này. Thường thường mình đi ở dưới cái Gilroy không à. Gilroy Morgan Hill đó, hoặc là trên San Mateo. San Mateo Half Moon Bay đó. Đây. Cái tụ điểm này nó nằm ở Freeway 101 exit đường Bailey, vô cái quẹo trái đường Santa Clara, rất là gần. Nó cũng nằm phía sau của San Jose đó. Đây bông bí vàng ha. Bông bí vàng họ trồng lại, họ cho mình coi luôn nè. Đẹp không? Đó, cái trái bí của người ta trồng kinh hoàng không? Đó, bông qua đồ đầy đủ lắm. Đó, County Line. Đó, tất cả bí nằm ở đây. How to grow a pumpkin. Đó, gieo hộp giống, nảy mầm. Đó, chiếu luôn. Đây, đây là những cái trái bí mà người Mỹ người ta trồng vào cái lễ hội bí đỏ nè. Vô tới lễ hội bí đỏ, rồi Thanksgiving, rồi Christmas. Họ làm pumpkin pie rất là nhiều ha. Đó, rồi pumpkin pie soup đó. Những cái trái bí này nè, họ trồng rất là ngộ. Hay chưa? Đó, ra nhiều cái hình thù khác nhau. Đó. Thường thường mình rất thích những cái trái này nè. Rồi mình sẽ mua mấy trái này về làm kỷ niệm để trong nhà trưng trong cái sân vườn rất là đẹp. Mình rất thích luôn. Đó, những cái hôm bữa mình đi ở Blossom Hill á, thì nó không có nhiều cái trái này, nó chỉ có vài trái bí đại khái tượng trưng rồi nhảy châm bờ thôi, nhưng mà tụ điểm này thì là coi như cũng vui lắm á. Có get line để bắn súng hơi nè. Rồi có đi xe lửa. Xe lửa kiểu con nít chạy mấy cái xe cút kích á. Rồi bí đủ màu hết nè. Còn ở dưới Morgan Hill thì cũng to lớn lắm, rồi có nguyên cái xe truck chở mình đi vô mấy cái luống mà luống bắp á. Đó, thấy chưa, thấy người ta trồng bắp chưa? Đó, bí nè, mấy em bữa nay vô chỗ này rất là an toàn ha. Có một người ở ngoài cổng đo nhiệt độ mình, thành ra cái đầu của mình không có bị sốt thì mình vô đây là cũng ok. Mọi người vẫn đeo mặt nạ và giữ cái social distance. Nhưng mà tụi nhỏ thì nó được nghỉ học. Lễ hội bí đỏ, mình gọi là lễ hội bí đỏ. Đó, đủ thứ bông hết rồi ha, đẹp ha. Đó, vô đây ở ngoài, chạy ra ngoài 2 miles thôi. 2 miles là chừng 3 cây số thôi là freeway chạy tốc độ vô 65 miles một dặm. Còn vô đây chút xíu. Ok. Được thì get like đi mua. Thì bởi vậy phải. Ừ, ok, vậy đi. Này, bị yếu internet. Đó, nó có cái này nữa nè. Pumpkin blazer, bắn súng hơi. Đó, rất là vui ha. Bông hoa đồ rất là đẹp. Bên đây có nhiều luống hoa dạng thọ nè. Có những cái bathroom di động ở ngoài trời. Khi mà ai có nhu cầu thì cũng đi vô được. Rồi có nước rửa tay đó. Đó, nó cũng sạch sẽ lắm. Thì thường thường những người thích đi chơi hoạt động ở ngoài trời thì họ vẫn thích đi. Mấy đứa nhỏ năm nào mình cũng dẫn nó đi, một năm có khi mình dẫn nó đi vài chỗ luôn chứ không phải một chỗ. Chỗ này lần đầu tiên mình mới biết, nó kế bên nhà mình quá gần luôn. Còn đi lên trên Half Moon Bay thì nó bự lắm luôn. Nhưng mà xa nữa, kẹt xe dữ lắm. Chỗ này vậy là quá đẹp rồi. Ai có 5, 7, có 10 phút qua tới đây rồi. Bông đẹp dễ sợ chưa? Wow, bắp ha. Còn nhìn người ta trồng bắp vui không? Đẹp dễ sợ. Đó, Joey bắp. Trong đây có nhiều hoa hướng dương lắm ha. Bữa nào mà mình canh nó nở rộ rồi mình đi vô đây mình mặc áo dài hay cái gì, hay là những áo đầm rồi. Rồi internet nó bị cut up rồi. Đây, Holly, rủ Holly đi coi nè. Rủ Holly đi chơi nè. Đó, bông, bông quá chừng đẹp nè. Bữa nào đi ra đây chụp hình là đẹp lắm nè. Ở đây có hoa hướng dương rất là nhiều. Hồi nãy mình chạy cái mé bên kia hoa hướng dương họ đang trồng lại, chắc canh chừng cái tháng nào nó nở đẹp rồi đi ra ngoài đây mấy cái luống hoa này chụp đẹp quá. Đó, thấy chưa? Đó, bí đỏ nè. Đi vô đây get like.